Ừ, xem còn 2-3 kim thì đưa trước đi, tôi mượn hết. Một rương đến 600-500 xu. Khoảng 4 rương, tầm 2 kim là được rồi. 2 kim mở 4 rương anh em xem là được rồi. 2 kim mở 4 rương, 2 kim vừa mở 4 rương. 2 kim ép rác á. 2 kim luôn. 2 kim ép rác á. Ép 3 bông rác thành 1 rương á. Giờ ép rác nè, giờ đi ép rác nè. Hai kim là còn 9 nè. Ừ, xong rồi. Còn 9 nha Tùng Anh ơi. Phải không? Phải. Rồi ok. Đi rồi. Hai lên này chơi lên nữa rồi. Giờ là giai đoạn là giai đoạn đi mở rương hồng kim cho anh em xem. Giai đoạn đi mở rương hồng kim cho anh em xem nha. Mày cũng tất cả lý do mà để không biết đâu. Anh Duy, anh Duy. Này, này hết rồi. Giờ em bot lên cần bang á, anh em nào xài món nào thì gửi lại em món rác nha, còn không thì em làm rác này. Bao nhiêu món này? Chắc cũng được mười mấy món. Từ từ con bang, từ anh chưa đủ xem ba tay chưa, ba tay địa phát rồi bỏ đi hả? Cái gì địa phát, cái gì có nghĩa là bây giờ mà ai lấy là giá hạn đó hả? Ừ, giờ lấy đây được Khải mong rác, Khải mở rương thôi. Nhà lấy là phải ra hạn chứ còn gì nữa. Đúng rồi. Đồ nó đến hạn rồi. Có món đồ côn lôn nào không? Côn lôn mà. Côn lôn như có. Có áo không? Cái gì đấy? Côn lôn mà nói chung là côn lôn không được, là côn lôn đang xài. Không có cái đao không nội, đai xăm hòn. Đừng mua hôm trước. Đai xăm hòn với lại bao tay. Bao tay hai món. Có giao dịch bên đây. Alo. Thái chờ tới em ơi, hết kim rồi, chờ chút em ơi. Hỏi đồ con lôn à, có cái gì con lôn đấy? Con lôn không có, con lôn có cái một ngọc bội đang xài rồi. Thái bảo kê, Thái bảo kê, nó bảo kê. Xong này, hai món nè. Thái bảo kê. Giờ đang, rồi, giờ tới nhận nhà đang, ai cần? Cặp phong. Một kỹ năng vốn có, một cấp. Bỏ qua. Bỏ qua, lầm đường. Anh Duy ơi, là anh Duy ơi, em mong chờ anh để cho em cái bao tay lắm anh Duy ơi. Ai thì bắt lắm lại em gom hết thử được bao nhiêu bông rác này. À, mình mang cặp luôn. Năm đọc. Mang cặp gì? Mang cặp bút cạnh ram chết á. Để anh hỏi tay bắn của Duy nha. Cực bên đứt nha. Rồi, bây giờ mày mang cái này mày lên cái món đó thôi. À, mình đã có đồ vàng, mình đã có đồ vàng. Đồ hoàng. Anh Duy, anh Duy. Có đánh nữa không? Gọi chú Duy chứ gọi anh Duy là đéo thừa đâu nhé. Bát mày. À, bố vợ. Có đánh anh nhỏ không? Tao bát. Mà 40 cái nữa cơ. No. Gom rác, gom rác mở rương cho anh em xem chứ ngày mai hết hạn rồi, ngày mai hết hạn rồi, một mớ đồ. Tao bát đấy. Mỗi sô cô la mà. Đâu, thằng Huy nó đã về đâu. Em chưa bao giờ mua được một cái nào rồi. Em mua cặp phong, ok. Giờ kêu đuôi giày. Rồi, mở rương nha, làm mở rương cái phong ăn độ. Mở hai rương cho anh em xem. Không nghe đây. Bài độ về đâu. Nhà mình mất điện. Hai rương, một ca xu với hai ca bạn. Ăn ở xe á. Sao bọn lên nhà mình luôn. Ừ, lên thôi. Bây giờ đi đâu nữa, bây giờ 11 giờ đi đâu, bạn muốn đi đâu nữa nào? Khui... Chồng bật nước cho bạn rồi này, về bạn có thể tắm được rồi này. Khui rương hồng kim một phát. Tắm luôn này, chồng bật nước rồi. Một giờ mẹ đi ra đường, dở hơn. Đây, rồi. Trên mẹ thì thai trong có hai cái hộp. Chú nắm xong rồi ấy hả? Đội rương hồng kim một phát. Giỏ đang này. Anh Duy. Giỏ đang này, hai cặp phong này. Ngay đây. Thầy thẳng đây. Nhẫn này. Này, này em Duy mà không. Này em Duy mà không mở cái rương nhẫn em không ngủ luôn nha. Đây. Anh Duy mở rương trước đi anh Duy ơi, tới em mở này. Rồi, anh đi ơi. Phải mở trước đi rồi Duy ơi. Vậy rồi. Thôi, mở. Cái rương nó không liên quan đến nhau. Nếu mà mở rương mà thấy sợ thì nhắm mắt lại. Thôi, đợi cánh mình may mắn rồi thử nó ra gì đây. Tôi đỏ lắm rồi Khải. Xin anh ơi, xin đi. Xin hả? Giờ xin gì ta?
Nhà xin gì đây ha. Anh giao dịch cho em đi, xong rồi em gọi thằng năm đồng tiền. May mắn này. Quốc may mắn này. Anh đi, em tí lọc này, anh đi. Anh lọc cái lương được kìa. Mẹ nó bình Thái này, mày đòi tứ lúc đến giờ. Đây Thái ơi, giao dịch này. Lương, đồng đồng giao dịch đang Thái này Thái ơi. Lương Tân Bắc hả? Ờ, Tân Bắc hả? Thái. Ờ, quên em nghe anh ơi. Thái rồi nha. Mày nghĩ ám bản duy tao tới giờ thì cái quả này lại mở ra quả nhất kế nghiệp rồi. Anh lại tao vô em vô vậy. Vừa đối Thái này. Thằng Tân. Thái ơi, cho mượn 3 kim gửi anh Duy cả. Không, không có kim. Hoàng ơi, Khánh ơi. Nãy giờ không có, đang tìm kim mà không có. Anh thằng ấy thạch có kim không cho em gửi anh Duy rồi hôm mai em gửi. Em mới mượn kim, bây giờ xem là hạng kim luôn. À, hoặc là không đi mượn kim không, đứng mua kim không ra. Đây, muốn xương tình hả? Dạ. Đấu nha Thái ơi. Rồi, mở. Đâu ạ? Kim. Ơi, kia kia, xong rồi em gửi anh kim xong rồi. Vô. 15-20 phút rồi, em gửi anh kim. Tử không quá, ba tay tử không. Ngon. Ngon rồi. Mời. Ba tay thiếu lâm ngon. Rồi, kia. Quá đẹp. Nhiều đây. Ba. Đụng má, một hai. Má, mít mẹ. Quan trọng nó phải là trời ơi, 1-3, 1-2 rồi chắc người ta đã dặn lấy chim rồi. Đèn dây nó ra tứ không là ngon. Mở tiếp đi em. Tiếp anh. Dẫn tí anh. Lôi khung. Ui, anh thật cần nón chưa? Muốn. Nón. Đâu anh chạm. Từ em đang chạm. Em đang chạm. Có nhưng mà nếu mà cái này đặt móc nha, nói trước là nếu cái này đặt móc là em xài em bán lại cái nón kia cho. Thì mày cứ ấy đi. Ừ, đây. Đi. Rồi xong anh cất luôn. Cô đang ra nào? Anh cất luôn. À, chán vậy. Quá, mình đéo được gì hết. Mít hết, mít. Má, hai món ngon toàn mít. Chưa anh cục luôn mà anh nhìn hai bao tay à? Mít. 21 mít rồi, không được gì hết. Mít rồi. Bây giờ cái thằng làm tốc 21 mít rồi cùng luôn kiếm phong ba nữa bán không anh lại bán không bây giờ lại khải này sao anh bây giờ cho anh dính bây giờ anh có 4 dương anh chuẩn bị mở chẳng có gì đủ không 21 là mít rồi được rồi anh còn luôn rồi mít rồi không được okay. Không được 101 rồi không được 101 đúng rồi phải cái nón như này là mới đủ móc này thôi ơi kệ xe chạy mà đắp trên 15 ngày rồi sao bà lúc ở ngoài chúng em có biết được không? Đây đây cái này không cái này cần lắm. Huy có hai món rác không? Huy đổi anh hai món rác đây Huy ơi nửa tháng á. Giờ em đào nó ra lấy. Thôi lấy cầm đi khi nào có rác được. Mang chỉnh cái này, xem cái này. Còn đào cái bao tay thứ không này chắc thiếu lâm mang rồi. Đâu? Đây đợi mở rương vũ khí đào thiếu lâm luôn. Và tắm luôn đi xuống trong bình luôn. Hả? Sao rồi nè? Còn một rương à, còn một rương mở nó nè. Vũ khí nha, mở vũ khí tư không nha. Mở vũ khí của Thiếu Lâm này. Ôi vô vũ khí như là cái ông chồng. Tạo khu nhà. Chị đéo được 3 món gì vậy? Gì đây, mát không? Mát này coi. Vô giang. Ngon, nhắn nghe mì vô giang ngon nha. Được, má 2 cấp phải lộ. 1 cấp đúng không? 3 trứng 2 cấp anh em. Cũng ngon. Rồi, ngon, 2 món cho Thiếu Lâm mang này. 3 trứng 2 cấp. Nói chung nó không có nón mà anh, nó chỉ đạt 101 thôi. Thiếu Lâm xe mang đẹp luôn. Anh Khải ơi. Hơi. Lương em vừa lấy chắc là lấy cái gì? À? Ừ, không có em ơi, kèm theo trong đó rồi đó. Mấy phiếu 4 phiếu. Còn hai cái này. Sao Huy ơi? Huy ơi, lấy nó không em? Lấy sai này. Anh không mua tiếp à? Có chứ không mua tiếp nhưng mà vấn đề em phải giao dịch cho anh để anh ép. Rồi, được rồi. Mà sao bút không được ta?
Thôi, đặt đặt 101 luôn, cái đao đặt 101 luôn. À, Huy thiếu anh hai môn rắc nha. Có gom là đưa anh nghiên cứu nha. Rồi, ngon. Anh đâu anh ơi? Không, giao dịch đi, khi nào cần rắc tính đúng không? Giao dịch đi. Bây giờ em đào đâu nè? Giao dịch đi, một kim lấy xài cho xe đi ngon ấy. Đứng đâu anh? Đứng mắt cái điện. Nó đặt